Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta sống trong thời buổi tấc đất tấc vàng, khi nhiều vùng, nhiều địa phương trở thành điểm nóng, thậm chí là đi vào bế tắc trong quá trình. Chính vì nòng hạc sườn chưa xâm hao đảng cuồng xú, cuồng san đình xương căm, nàng lại phòng địa phương có cực bền bón hòn hơn, vầy xuống biêng, cánh vội bằng. Bưng phòng xuân hừa, bưng hòn na bò hè đàng vũ bồng, có đầy chính quyền khẽ hìa xòm đình xa bưng cổng trình dễ sóc bảy tăng ma, hơn văn hóa, bò mè có khẩn khang xòm đình khổng chúa hơn chào, xung hào chi bòm sáo hù hùa chờ. Quảng sàng sao nằn, dòm hở bản hương hơn quỳ, khổng nặng huyền Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Bình Liêu mở máu nừng, hoa na khèo nhóc nỉ, lò khòng cho hơn ý là thị nình, chữa con tay ót xình cái nhá dùng hàng phòng đèn mương mới gài đét cánh lôm huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ý nình cả tiên cá chúa đơi khòng trầu cùng với sự dần hài na, cánh hoa na khẩu ly nỉ ý vũ khẩu, vầy mi tướng hiệp thù, hở lù tàu, ép hiên khiển sàn. Nạp Việt diệt hay hay na cỏ khóc bò ha và ỉ là khổ muốn nước hòm không phủ nhưng chưa quân tài nỉ vừa và chưa đẩy má đẩy mua trắng kỳ mờ mớ cỏ chiếc đầy hát củ cánh dê chương kình hở sát xính vừa khải ớt trở lạt số ngơ nỉ đó lại côn cỏ báu luồng lại rằng ha và đối cấp chú hơn ý là thịt mình. Số ngân nỉ, cò mi tứng phải ngân chuồng hóc hở lụ tàu ép viên kiển sàn. Chăm và kiển rú bần sớ về dần dần hải na, chăm và xin cho chính quyền cần luôn hôm hanh khỏng dần hương, trôm hạp dòm đình dệt tang. Ý cò khẳng khang dòm hoàn đình khỏng trào. Mi xỉm tang bảy ma, ngài đi hư trắng mà bè đầy, ba bóng mi tang bảy ma ngài đi dần mương. Tôi sằng cò đầy hát đầy bé ẩu cò khóc hò lại xỉm tăng bê tông mặn kén cò tròi sần mương phải hò chủ phòng tổng tha nặng xỉm tăng thì có mi ngon nừng ngon đình khổng chú hơn ý là thịt nình cánh khai nỉ khủ nỉ cò trứng chảnh đầy lúc hanh nhớ luồng nặng phòng phú súng nỉ. Dòm đình co báu riêng sẵn chút hơn chậu. Nhắc hạ việc không cá thùn cá xóm, phở co đầy dòm ó. Chậu co lò côn, hôm phân nổi nừng, hở bản, hở mương thùi. Bó xuân to dòm đình na, nặng bón đình xuân. Nặng khuống hơn có đầy chút hơn ý nình, dòm ngọt nừng vầy dệt tang thùn xóm. Vìa bò mè, hòn khăng sòm đình, nàng phòng đèn mức nì, bò sư to trứng chảnh, hùa chờ khẩn khang chuồng hong vừa lăng tỷ trùng khổng bản mương. Ý cầu mèn, nà vìa không chính quyết địa phương, cùng phía chấp năm lúc bùn dân chủ, công khai bước chính sách, ta không ngài đi vầy dần mương trông hợp sổ văn. Bình Liêu khách nì có hình hùng nà mát tà, bờ huyền có dây leo về thẳng tánh tăng bề tông núi diên cài hỏi nừng thôn bản. Chiến dịch xì xếp hạ mở cơn, xốn biêng cánh chấp năm dự án, cổng trình chấp năm bị dòng bắt giác dòng khổng huyền, còn nếu chưa đẩy lô chấp hạp khổng chủ thần lấn dần mương, tế nằn, búc bua, đẩy vỉa, xốn biêng, chấp năm dệt lèo dự án, cổng trình mít lời khổng huyền. Luông hôm hanh khổng bò mè, có hôm phân dệt biến thái nà tà phòng bản na, phòng đồ thị nàng Bình Liêu cuồng nằn dấn mương là cốc kén là côn chấp năm cánh côn đại hưởng không ai khác chính là vai trò của các bí thư kiêm trưởng thôn. Luông hanh khổng khỏi lò bí thư trưởng hù khỏi cò tổ chức chấp năm họp dần mương cánh dề tang khổng mưa phòng dề sườn lại dần mương cỏ bòm muôn trà chúp hạp gia đình làm nghề nông
Chú hân chừng dần dần hài na, liền đẩy hốc tổ lù kìn ép, đã luôn chóng hanh nhớ, cuồng phìa phải dòm. Đình đòn khổng chú hân và chữ vầy riêng hà chào, có chiếc búa mát lại khu lời đi, hát và ít ninh cơ bỏng phùa chào, bỏng sồm chào, dòm ngọn đình khổng chú hân. Ít ninh có sức dẫn mức nặng nề đang tự mở đầy chứng chảnh nút biến thái cùng việc mà bè dây dần đánh đà bản mức khổng địa phương. Vì sóng phát sát sòng, cuồng số hỏi những chiếc xếp bếp trước hơn cạt đằng ký để tròi dừa hơn. Hư huyền có tàng tánh đẩy hỏi những chiếc xếp trước hơn. Cuồng vì sòng phát sát sòng, số trước hơn khảm khói cạt cung khổng bình liều có hụt khẩn. Lò xàm hỏi bếp xếp hạ trước hơn, tò hỏi những sản xếp xí phất hỏi luôn bùn khổng tình. Số chú hân cạt khảm khói ướt xá cạt cung, cơ đầy, hạ hỏi xí xếp hạ phân hỏi lúc bùn đầy rào. Lang tỷ chấp năm, bưng phú lúc bùn tàng tánh bán nắp mớ, giàn bì sòng phát sao hết hò sòng phát sao hạ tạo hò thay, bình liều cò mi, cá hốc xá cơ đầy lúc bùn bán nắp mớ, sòng xá cơ đầy bán nắp mớ nho sùng. Há phong xóm tìn dệt tang dệt bưng cổng trình chuồng hóc lại cốt nàng bình liêu khai nỉ bò mè cỏ bồng trời chấp năm thôn nhàn vàng trên số nàng xá đồng tâm mít xiểm tang bê tông quảng sáng xe tù lòng cải đầy nàng xiểm tang quảng sáng khăn chăn nỉ cỏ mi phân nừng đình khổng chúc hơn lung chiếu hoàn sình chửa quân xào xiểm tang nỉ bưng bì cón lò tang tìn mua phồn hước mùn bông, phả đét, hước khốn phồng, chập năm lô bùn chính quyên, chô hươn, cỏ dòm, băn hừng thước môn, điển hươn khỏng trào. Hỏi cỏ báu ngắm lại, bởi vì ỉ lở lợi ích trùng, mi tang bẻ ma khổn chiên trường hang, hư cỏ trích ngài đi xưa. Báo dân tò đối cấp riêng thôn ngàn vàng trên xuống đằng huyền Bình Liêu Nì, dòng đình khách nì có cực bền nạ phìa bống biểu, họ chủ thành viên cùng hỏi chú hơn. Chú hơn nì cấp chú hơn nơ, bò mè bòm níu chưa cằn, táo luôn bòm sồm chờ. Té nằn há phong dòng đình, bưng cổng trình chuồng hóc lại côn đầy chấp năm, tòi luôn hát một trời chốt hạp. Chưa bò mè hủ, vỉa dệt, búa mất hải khủ lời đi hạ bản huống. Bản mương hư bọc mè có khẳng khắc chốc hạp. Hơn mương và hìa xóm đình vầy dề tăng, hư hút cỏ hài khẩn vầy dề tăng, chảo chằm và cặt hư và cỏ chốc hạp. Huyện đình bút Bình Liêu bút bì chằm nì cỏ ầu cỏ hồi cỏ quế là cỏ bút bồng cốc chính khổng bọc mè tròi làn lách giữa xá cả cung. Lại chú hơn nhắc hụt khẩn khảm khói sẽ xá cạt cung té tảng cọt nỉ. Chưa chấp năm nông bùn khổng hơn mương, hồ trở hát chấp năm dòng đình khổng bò mè về tảng tánh, cổng trình chuồng hóc lại cốt nàng Bình Liêu. Cò dòng đình, đàng bú có hồi có kè khổng chú hơn trầu. Chú hơn ai tảng giàu lồng, là nừng cuồng bưng chú hơn dòng đình nàng phòng đèn mức nỉ. Tên mến nằm phòng đình khổng hơn văn hóa mùa nì, chính lò ngọn đình khổng chú hơn ai tặng sầu lồng dòm hạ hơn mương. Phòng đình nì sức tàm đầy bú, hồi bú cỏ kè, mọi bì cỏ chiếc tròi chú hơn ai mới hiệp thủ hàng hỏi trượt mặn. Hạ và bóng vừa khủ lời đi khổng chú hơn chào, ai cỏ muộn chờ cốc hôm đình hạ bản mương. Chào hát dòm đình hạ dệt hơn văn hóa, mở chiếng hước hèn bưng hàn, ma tọt bóng tọt cầu, nàng nỉ có hèn muôn hòm lại. Ăn uống bánh kẹo này, xong là đá bóng, trò chơi đá cầu. Xong sân ở đá cầu ngoài này, đá bóng cho trẻ con, trẻ em ấy, nó đi Tết chơi vui xuân đấy. Để có được nhà văn hóa vậy mi đầy hơn văn hóa khăn chăn mặn kén sức mượt nì, chú hơn ai lồng cò dòm hà hỏi thương môn đình. Chú hơn mi hóc côn, hiệp thù trắng bần sáng có kè có hồi chấp năm lông bùn khổng hôn mương ai lồng có hát môn trà dòm đình. Nếu chưa bò mè nặng nỉ cò ngay bừa và bò mè cò nhàn danh đẩy khổ lời đi chơ vỉa dệt đẩy tang dệt hơn văn hóa bò mè bày ma đẩy ngài đi.
với họ nhân dân là tạo điều kiện để tạo con đường, lại nhà văn hóa cho mình rất thuận lợi về cái dễ dàng đi lại, vừa thuận lợi hàng hóa, vận chuyển hàng hóa và con đi lại nó dễ dàng thì bà con rất ủng hộ, rất cao. Với quyết tâm, Tào Luông cầm quyết chăm và mi kỳ làng hơn càng tổng ha hơn 6-7 tháng ha có mức họ tầm hơn về dễ 6-7 tháng ma nặng bình liều có bỏ sân to tròi biến thái nà tà phòng bản hát hơn quỳ ỉ nhang là đạp việc quan trọng tròi bò mè mà bè dễ dần mưa mắng nừng bưng làn nòi bày nặng xỉm thang khẳng chăn bòm muồn hòm xỉm tang khẳng tràn mượn nỉ là luôn có hôm nhớ luồng khổng bò mè nặng quốc huyền bình liêu bò mè nặng nỉ lưng hùng nả mát tà sở bưng việt dệt khổng trầu. Vậy cứ đầy bưng lông bùn lò huyền cứ đầy lông bùn bản nắp mỡ huyền bình liều mi xếp hết dự án công trình hôm mi hỏi nừng xàm xếp hốc cho hơn trong hạp xòm đìn lò xàm phải chết hết ta số phải ngơn xốn biên đìn khảo dần mương trong hạp xòm đìn lò tàng trường danh tính cài tỷ nừng bếp hỏi chậm hẳn bưng tờ số nì chính là lông trứng mài hà lông cà sàn bòm sông trà khảo dần mương bình liều tòa lông bùn quyết sách khổng chính quyền đời kiến rú khổng bò mè phổng đền mương có mít lại gù khóc mò hát và chưa bò mè hù đầy lang đi hằng hy tế cổng trình nhì bò mè cò hù tàng tánh bản mương nhăng trách nhiệm khổng ca chính bò mè hư việt xòm đìn có cực bền há phong nhớ. Cuồng bưng bị trầm nỉ nếu chưa luôn hanh tế sẩn mương vậy chấp năm luôn bùn tảng tánh bàn nát mỡ có cực bền há phong quảng nhớ bùa tòi lang tỷ dùng hạt địa phương mi đẩy lang tỷ nằn vừa địa phương có mít lại luôn bùn chính sách chọc trở dần cuộc việc nếu chưa luôn hanh tế sẩn mương cá chuông chính trị nặng cơ sở bình liều có đẩy lang tỷ sức mượn hỉ có mi bưng vỉa dệt lang tỷ riêng bỏng bứng chính quyền cánh dần mức nặng nghỉ xe sướng sư vầy mi luôn xòm đình bống biểu quảng tùa sức nặng cài hỏi nâng thôn bản nặng bình liều bò mi sắp bày tác ma cả hôm lại thôn vầy dê đầy nả việt nỉ khỏi ngắm nọ luôn bổng trọng hoàn cạt khòng chính quyền hư khủ quan trọng xưa là luôn trông hợp khòng dần mương bò mè hền đầy khủ lợi đi cánh mà bè dê sườn té bưng cổng trình nỉ. Khi mà có con đường như thế thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển rất là nhiều. Huyện thì cũng thành lập các cái tổ. Huyện có tánh óc vương tổ, lông nếu chưa bỏ mè, xung hỏi, liền xưa bồng chờ. Luông hanh khổng vương bí thừ, là trưởng bản, vương côn mi luông tiền trừa. Mở khỏe, bỏ mè có hết chốc hợp. Xung hỏi có chóng hanh trên báo cán bộ, đẩy lưng chơ, lông bày. Trực trao ổ tô cắt bò mè, vầy bò mè, hủ chảnh, mắc băng hủ lời đi, cần đẩy chấp năm.